Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Golden Boy là giải thưởng do tờ báo trụ sở thành Turin, Total Sport tổ chức với mục đích tôn vinh những tài năng trẻ dưới 21 tuổi có màn trình diễn xuất sắc nhất ở châu Âu. Năm nay rất nhiều cái tên đình đám góp mặt trong danh sách đề cử như Matthijs de Ligt, Jadon Sancho, Phil Foden, Joao Felix, v.v. Hôm nay hãy cùng Chami đến với top những cái tên xứng đáng nhất cho danh hiệu Golden Boy 2019 nhé. Reece Nelson trong mùa ở Hoffenheim đã đóng góp 8 bàn thắng qua 31 trận đấu trên tất cả đấu trường mùa trước. Ngôi sao trẻ tỏ ra vô cùng đa năng khi từng đảm nhận 6 vị trí trên hàng công lẫn tuyến giữa ở cả hai cánh và trung lộ. Tiền vệ cánh sinh năm 1999 được cho mượn từ Arsenal và chắc chắn đã trải qua quãng thời gian tu nghiệp thành công cũng như trưởng thành lên rất nhiều, qua đó đường hoàng trở về Emirates hè này. Foden đã thi đấu nổi bật tại chung kết giải vô địch châu Âu dưới 21 tuổi vào mùa hè này, khi anh vượt qua 5 cầu thủ hàng phòng ngự Pháp trước khi chọc thủng lưới đối thủ. Ngay lập tức, những tuyển trạch viên hàng đầu thế giới đã thể hiện sự quan tâm cao độ tới cầu thủ trẻ này. Pep Guardiola chính là người đã giúp Foden trở thành một ngôi sao lớn. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ trẻ sinh ra ở Stockport chỉ có 374 phút ở Premier League, ghi được 7 bàn thắng trong 26 lần ra sân. Dù trước khi đến với Arsenal, Matteo Guendouzi chỉ thi đấu cho một đội bóng nhỏ là Lorient. Thế nhưng giờ đây, sao mai 20 tuổi đang thể hiện tiềm năng tại Emirates và được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa xuất sắc của Cesc Fabregas ở Arsenal nhờ vào tư duy chiến thuật sắc bén, khả năng điều phối bóng hiệu quả cùng bản lĩnh thi đấu ấn tượng. Phong cách thi đấu của tài năng trẻ này không quá thiên về sức mạnh. Anh chỉ sử dụng thể hình cao to để giành ưu thế trong những pha thu hồi bóng tại khu vực giữa sân khi đã đọc được tình huống. Dù to lớn là vậy, nhưng Guendouzi vẫn có thể xoay sở một cách khéo léo trong phạm vi hẹp để tung ra các đường truyền thuận lợi dành cho các đồng đội. Tỷ lệ chuyền bóng thành công rất ấn tượng, lên tới 91,2%. Chỉ 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 16, Donnarumma đã nhận được cuộc gọi để lên đội 1 AC Milan, là thủ thành trẻ thứ 2 được ra mắt tại Serie A. Trong mùa áo đội tuyển quốc gia, Donnarumma cũng đi vào lịch sử Azzurri khi trở thành thủ môn trẻ nhất được ra mắt khi 17 tuổi 189 ngày. Sau những cột mốc đáng kinh ngạc đó, thủ thành này tiếp tục có những bước phát triển vững chắc nhưng cũng đầy thần tốc. Anh dần trở thành một trong những người gác đền có tỷ lệ cản phá tốt nhất thế giới và chiếm suất bắt chính tại cả Milan lẫn đội tuyển Italia. Và khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20, Donnarumma đã có 162 lần ra sân cho Rossoneri, chỉ bỏ lỡ 16 trận kể từ ngày ra mắt câu lạc bộ. Anh cũng trở thành thủ môn khoác áo nhiều thứ 10 trong lịch sử Milan. Không những thế, thống kê về kỹ năng của anh cũng đầy ấn tượng với 53 trận giữ sạch lưới cho Milan, bao gồm 7 trong 10 trận gần nhất. Với thực tế này, nhiều khả năng Donnarumma sẽ giữ vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Italia trong nhiều năm tới và trở thành truyền nhân xứng đáng của Gianluigi Buffon vĩ đại. Hudson Odoi có thống kê tốt hơn cả William và Pedro mùa trước. Phong độ tốt của Hudson-Odoi dưới thời Mauricio Sarri đã giúp anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Anh. Ngay sau đó là trận ra mắt. Đáng buồn thay, cầu thủ 18 tuổi này đã kết thúc mùa bóng với chấn thương Achilles, lỡ cơ hội nâng cao cúp vô địch Europa League cùng Chelsea ở Baku. Chấn thương đó đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ không được ra sân cho đến giữa tháng 9. Callum Hudson-Odoi đang được xem là báu vật của Chelsea. Hudson-Odoi là một trong những cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Bayern Munich thậm chí muốn chiêu mộ anh từ tháng giêng năm 2019 với lần đề nghị những mức giá khác nhau nhưng bị Chelsea từ chối. Năm 2015, Man City chi 66.000 bảng để chiêu mộ Jadon Sancho. Lúc đó, chẳng ai để ý đến cậu bé nhỏ thó này. Đến tháng 8 năm 2017, Man City bán Sancho sang Dortmund với giá 8 triệu bảng. Cũng không ai để ý về thương vụ này. Người hâm mộ Man Xanh chỉ thực sự nhớ ra đội bóng có cầu thủ tên là Jadon Sancho khi báo chí Đức liên tục đưa tin về cựu cầu thủ Man City rực sáng tại Bundesliga. Cùng với những bàn thắng và kiến tạo mà Sancho đóng góp cho Dortmund, giá trị của anh tăng theo thời gian. Kết thúc mùa giải năm ngoái, giá trị của Sancho khi đó là 63 triệu bảng. Như vậy, sau 3 năm, giá trị của anh đã tăng gấp 954 lần từ con số 66.000 bảng lên tới mốc 63 triệu bảng. Kỹ năng chơi bóng của Sancho mang đậm hơi hướng bóng đá đường phố với nhiều động tác kỹ thuật điêu luyện, lặn léo và khó lường. Anh có được điều này nhờ vào quá trình trưởng thành không khác gì những cầu thủ Nam Mỹ. Trung bình 88 phút, Sancho lại in dấu và bàn thắng cho Dortmund mùa này.
nếu chỉ tính 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, hiệu suất của Sancho kém hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Mùa giải 2018-19, ban huấn luyện của đội 1 Benfica quyết định kéo João Félix lên đội 1 và cũng kể từ đây, lịch sử sang trang. Sau tròn 1.000 phút thi đấu ở cấp độ cao nhất cho Benfica, Félix bỏ túi 8 bàn cùng 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Lúc ấy anh mới 19 tuổi. Félix nhanh chóng chen chân vào đội hình chính, trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình Benfica. Nhanh nhẹn, kỹ thuật, khéo léo, khả năng dứt điểm đa dạng và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, Félix thực sự là cơn ác mộng cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở Félix hội tụ đủ mọi thứ cần có của một cầu thủ tấn công hiện đại, với việc sử dụng tốt cả hai chân lẫn không chiến, bất chấp thân hình mảnh khảnh và chiều cao không quá lý tưởng trong môn thể thao vua 1m80. Juventus đã chấp nhận chi ra tổng cộng 85,5 triệu euro để chiêu mộ De Ligt từ Ajax Amsterdam. Và nếu tính theo tiền euro, cầu thủ 19 tuổi này đã vượt qua người đồng hương Virgil van Dijk, trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới và người Hà Lan đắt giá nhất mọi thời đại. Matthijs de Ligt đang là cái tên đứng đầu danh sách tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Chỉ mới 19 tuổi, song Matthijs de Ligt lại là nguồn động lực chính của Ajax Amsterdam trong vai trò đội trưởng. Trung vệ cao 1m88 này rất giỏi chuyền bóng và luôn là mối đe dọa rất nguy hiểm trong các pha đá phạt cố định. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016, Matthijs de Ligt có bề dày thành tích ở Hà Lan với 110 trận đấu và 11 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Ajax. Trung vệ 19 tuổi cũng đã thi đấu 15 trận trong màu áo tuyển quốc gia Hà Lan kể từ năm 2017 và tháng 3 vừa qua đã ghi bàn cho tuyển quốc gia Hà Lan và lưới tuyển Đức trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020. Với việc sẽ sát cánh bên Cristiano Ronaldo mùa giải tới, de Ligt hy vọng có thể sớm hoàn thành ước mơ cầm trên tay chiếc cúp Champions League của mình. Trong những cái tên trên, bạn ấn tượng với cái tên nhỏ nhất? Hãy comment ý kiến của mình và đừng quên like, share nếu các bạn cảm thấy thích clip này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!